Trong vòng này, những khách mời sẽ cùng xoay lưng về phía sân khấu. Các ứng viên sẽ lần lượt bước ra, mỗi người sẽ có 45 giây để thuyết phục những khách mời xoay ghế lại chọn mình. Giờ có gì ta? Nếu có từng hai khách mời chọn một ứng viên, thì ứng viên sẽ là người quyết định chọn về đội của ai. Chọn con tim hay lòng em, vị trí. Mỗi khách mời sẽ chọn về đội của mình 3 ứng viên. Thể thao thực sự là thích chiêu á, nhảy. Các cô gái xinh đẹp đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Sẵn sàng rồi thì mời 4 chiếc ghế quay lại. Xin chào mọi người. Anh là Gary, nhưng mà bạn bè thương gọi anh là Jerry. Giống hoạt hình Tom and Jerry. Anh đến từ nước Mỹ. Anh cao 1m85 và nặng 200kg. Một khuyết điểm của anh là anh quá đẹp trai. Nếu em không tin thì quay mặt lại. Tài năng của anh khó nói bằng lời, anh thể hiện luôn nha. Tâm trạng của bạn thế nào mà khi đã nhận được 4 sự quay trở lại của 4 vị khách mời chúng tôi? Chọn Sĩ Thanh. Sĩ Thanh nhảy sexy giọng anh. Mình chưa kịp phát biểu gì hết thì là bạn ấy đã đưa ra quyết định rồi. Bạn ấy chọn Sĩ Thanh. Xin mời anh hãy đến với đội Sĩ Thanh. Và bây giờ xin mời 4 chiếc ghế quay lại để chúng ta sẽ đến với tiết mục thứ hai. Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi. Đừng nói lời chi, dù tim vẫn giấu biết bao điều. Đừng tiếc nuối khi đôi tay đã buông say. Giờ điều tốt nhất là để em bước ra đi, về nơi có nắng ngập tràn, quên một người đã từng yêu, cùng giấc mơ buồn mãi nơi đây. Mai đừng tắt nhé nụ cười trên môi. Trước khi đến với lại lời nhận xét của Quỳnh Anh xin, em có thể giới thiệu bản thân mình cho mọi người biết được không? Mình tên là Nguyễn Đức Anh, hiện tại mình 23 tuổi và hiện mình đang là diễn viên ạ. Bạn mà về với đội của Sam á, thì hai đứa mình song ca mà bạn đàn Sam hát nữa thì hay biết mấy. Hát xong là khát nước dữ lắm, uống một miếng nước đi xong rồi mình nói chuyện tiếp ha. Xin lỗi anh là 23 tuổi đúng không ạ? Vâng ạ. Em mới có 22 thôi. Tuổi tác với mình không quan trọng mà. Không chơi gì nữa, chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo. Chị ơi, về quê em.
bạn có thể tự giới thiệu về bản thân mình không? Ba em họ Quỳnh, má em họ Võ ạ. Dạ, theo nhu cầu của ba má đặt em tên là Quỳnh Võ Nhật Khải ạ. Dạ. Dạ, dạ, rất là thích ảo thuật. Nếu mà chúng ta về cùng đội với nhau thì chúng ta có thể trao đổi về kinh nghiệm cho nhau. Dạ. Thấy em là chị nghĩ rất là hợp với Gia, tại chị biết Gia Gia là một người rất là thích ảo thuật, cho nên hai người có cái gì để match với nhau. Là có nghĩa là Sĩ Thanh chỉ quay lại để xem tiết mục thôi đúng không? Đúng rồi, mình rất thích coi ảo thuật, giống như là hay kêu Gia Gia biểu diễn chứ coi hoài là vậy đó. Đến đến đây cũng biết về những tiết mục của chị Gia Gia Trương Nhi rồi ạ. Em xin phép về đầu cái chị ạ, Gia Gia Trương Nhi. Chúc mừng Gia Gia Trương Nhi. Và cuối cùng Gia Gia Trương Nhi cũng đã kết nạp đủ 3 thành viên của đội mình. Và bây giờ thì Gia Gia Trương Nhi chỉ ngồi đó và thưởng thức những tiết mục tiếp theo. Xin mời hai chiếc ghế quay lưng lại. Chào bốn bạn xinh đẹp và tất cả các bạn đang có mặt trong sân khấu ngày hôm nay. Mình là Đức Chỉnh, người ta thường gọi mình là Hiểu Phong, bởi vì mình đẹp trai và hát hay nữa. Không chỉ hát hay mà mình còn nhảy giỏi nữa.